xem cái phần trình bày của nhóm bạn Hưng. À, có một cái điểm lưu ý nữa thầy với Cường, ông Cường có gì tên tác giả của cuốn tác giả bao nhiêu Cường? Trong cái bài báo, trong cái tiêu đề của bài báo, trong cái trang có bao nhiêu tác giả em cứ add hết nhé. Dạ vâng ạ. Đó thì nó ok hơn. Đó thì tụi em trong cái buổi mà báo cáo là cái cơ hội để tụi em giới thiệu mình cho tới mọi người. Bởi vì là khi mà tụi em báo cáo một cái hội nghị khoa học thì có thể có khá là nhiều người xem, người có thể bạn bè, người khác, những cái chuyên gia. Thì nãy bạn Quang có một slide giới thiệu về bản thân đó, khá là tốt. Đó, thì tụi em giả sử sau này giả sử mình có cái cơ hội mà present đây, giả sử như các em viết cái báo khoa học và sau này các em đi làm thì cái cơ hội để present học thuật hoặc sau này đi làm present tại cái buổi khác, cái buổi trình bày cái về công nghệ thì mình cũng nên nhớ là mình nên có một đôi chút thông tin về bản thân. Đôi chút thông tin về bản thân, giả sử sau này ai mà có thông tin cần liên lạc thì người ta sẽ liên lạc trực tiếp. Cũng như bạn Hưng ở đây thấy cũng khá tốt, là để địa chỉ email ở phía dưới là ok. Bạn nào có thể để thêm số điện thoại ở phía dưới nữa thì càng tốt. Ok, được chưa? Rồi, bắt đầu đi. Can you guys hear me clearly? Em nói nghe em nhỉ? Em, dạ. Hi everyone. My name is Hưng. Today I will present my paper, a software smooth path motion planning for mobile robot with non-holomic constraints. The author of this paper is me, Hoàng Hưng. Anh Hoa Trần, Lam Trần, Lam Nhật Khái Trần, Lê Mỹ Hà and Đức Thiện Trần. Today I will present for my paper, and I'm a member of a robotic and intelligent control lab. Here's my content. I have 5 content. First is introduction. Second, problem description. Third is the proposed method of this paper. The fourth is the simulation result, and fifth is the conclusion. Now we will come to the first part, the introduction. Nowadays, mobile robots is the robot is that is capable of moving in the surrounding environment. It is used in very many fields. The mobile robot was first developed since the 30s of the century, and up to nowadays, if more than 90 years, about nearly one century. So this field of robotics has evolution long term, and is applied in many fields such as industrial, medical, and military. The demand of the mobile robots is increasing day by day. The market size of the mobile robot grows rapidly and gradually becomes a key area in robotics. Here I have two diagrams. The first diagram is the Asia Pacific autonomous mobile robot market size. It grows by year by year, as you can see, since the 2016 is only about more than $200 million, but in the 2000 it is estimated that in 2027 the autonomous mobile robot market size is estimated as bigger than 10 times or 50 times. The second diagram on the right is the total robot product shipment. In about 2030, there are about 7 million robots will be shipped, and about 6 million in that is the mobile robot. So we can see that the mobile robot is become more important year by year, and
demand is that grows very quickly. Here, therefore, we need to know about mobile robot to so that we can use it. One of typical question when the problem people need to know about when using mobile robot is the pipelining. And this it has been a research in the first time the mobile robot is created. There are some traditional algorithms have been studied for a long time, such as the I-star algorithm. On the left is the illustration of this algorithm. And there are some more improved algorithms based on the sampling method, like RT-star illustrated in the right figure. There are some more algorithms, but I don't list here because it's not too much. I will give too much instruction and you guys cannot clearly understand, so I don't list here. In the pipelining, there are many problems that you need to dealing with, like the holonomic, non-holonomic constraint, the obstacle avoidance, the shortest path, the computation time, and many more problems. Each method I list above mentioned is the can solve one or two of those problems, but it not can solve on about problem on the screen. So that the combination of the method to solve the limitation of each is very important. And many research have been show to dealing with the mobile robot programming problem. Here I list the two papers that use the RT-star based method to solve a problem in patterning. The first paper is provide faster convergence to optimal path solution as compared to RT-star. I-star is reduce the conversion time to find the shortest path and utilize less memory to for the computation. The second paper is another method combined between RT-star algorithm and Rubin curve for Kali mobile robot with different constraints. So there are many more and more methods to solve those problems and the combination. Based on the above analysis, this paper proposed a combination algorithm between RT-star and potential field for path planning and obstacle avoidance. Dubin curve is used in combination with the above algorithm to solve the non-holonomic constraints. Finally, the test method is using to simulation with MATLAB software is applied to prove that the proposed method can solve some typical pipelining problems. Here, now we move to the second tool is the problem description. Like I said before, pipelining for mobile robot have many problems. Here, I will list about my paper will solve the two typical problems for mobile robot is the non-holonomic constraint and collision to obstacle. First is non-holonomic constraint. It is occurred when the number of the independent motion is less than the number degree of freedom of the system. Like the robot, the model I give here is a Kali mobile robot model. You now know that a mobile robot that move in a 2D two-dimension environment. It had three value that you consider is the its coordinate and its orientation. So that is this mobile robot is a 3 degree of freedom, but its input is only two input is first is the
steering angle of the front wheel, and second is the moving speed for the mobile robot to move forward from the rear wheel. Therefore, this model here, the Carline mobile robot here, is have the number of independent motion less than the number of degree of the freedom. So it's a non-holonomic constraint. And the constraint of the this robot, mobile robot is in equation one. Next is a collision to obstacle. Many algorithm is widely used to the motion learning problem. In here, in this paper, we consider the robot physical size. When the path labeling algorithm gives you a path, if you not consider the body size of the physical size of the mobile robot, although the path can give you can have the mobile robot go from the start point to the goal point, but if the path is too close to the obstacle, if the collision may occur, so we need to consider the physical size of the mobile robot. Here is our proposed method. For the first is the RT star algorithm. It's the random sample based algorithm. And here is the flow chart for this algorithm. If you have your find a path from the start point to the goal point, and if you keep random knot expanding the tree, it will give you a shortest path. Next is the potential field algorithm. This algorithm contains two force. It will give you two force, the attractive force and the rebuffed force. Can compute as the equation from 2 to 6. Imagine that the goal point have an attractive force. The far you away from the goal point, the more the force push you to the goal point, and the rebuffed force is occurred when you come too close an obstacle on a virtual spring that will push you back to not moving too close to the obstacle. And our problem is second step is to combine between the RT star and the rebuffed force from potential field. Here we just only use rebuffed force because if we use the attractive force from the goal point, it will create a local minima problem. The first part is first found by the RT star algorithm, and then the general path is improved with the rebuffing force from potential field. And this combined method have, as I mentioned, have we solve the local minima problem and collision to obstacle problem. And it can also give you the shortest path from the start point to the goal point due to the RT star algorithm. Next is the Dubin curve, another algorithm I will give you to dealing with non-holonomic constraint. Dubin curve use the resultant path from RT star and rebuffed force to remove sharp turn and replace them with smooth turn. The advantage of this problem is can solve the non-holonomic constraint and create smooth path. Why we need a smooth turn and remove the sharp turn? Because in the previous in here the Carline mobile robot, because it's bound mechanically and it cannot move sideways
immediately. So like that, we need to give it a smooth turn, not a sharp turn. This is the diagram for show how we how our combination method work. First, we have a non map, a global map. It will come from if we with information of a non obstacle to the RG star algorithm and potential field. From RG star, we have a path and go to potential field. We have a path that guarantee that the result path from goal to from start to goal is not too close to the obstacle. Next is a looping curve. You have you remove soft turn, give a smart motion, and then we have a trajectory that good and suitable for non-holmic constraint. Here is an example of the simulation. The first step in RT star is keep expanding the tree in the non-environment until it reach the goal node. Now it have find the path and it draw the path for you guys can see. Now it's computing the repulsive force from the potential field, as you can see in figure 2 and figure 3. It will give you a new knot. And then it will be smooth with a tubing curve. Next is another example. Here we have stuck knot from the below and go knot from the above. The tree will expand from the stuck knot to find the go knot. Now you can see the tree can reach the go knot and it will draw for you the solution path. Oh, sorry. And here is the result path. It's the computing the repulsive force from the non-environment, and every knot in this path, if it's too close to the obstacle, it will push by the repulsive force to guarantee that the path is not too close to obstacle. As you can see here, is the green knot is the knot on the path that is too close to the obstacle, and the red knot is the new position of the green knot. And next is the path after improve. There. Now you can see the path is contain too much sharp turn, which is not good for non-holmic constraint system like the Kali mobile robot, because it's not can move sideways immediately or change its direction immediately. So we need to turn this sharp curve into smooth curve and create a motion running, a smooth motion. Here we can see that the sharp curve is removed and changed into a smooth curve due to the looping curve algorithm. Here is the image figure result of the first example. The first knot in here, it will expand the tree from the non-environment, not avoid obstacle with
avoid collision with obstacle, and it computes the calculate the potential field, the force from the potential field, the reversible force, and then it upgrade this part. Then after the path upright, it will remove sharp turn with Dubin curve, and here is our final path. It gives a smooth path motion planning for Kali mobile robot contain non-Hermite constraint. And finally, is the conclusion. This paper a new optimal smooth path motion planning method for mobile robots with non-Hermite constraint is proposed. The simulation research on MATLAB software demonstrates the proposed method can solve some typical path planning problems. This proposed method can still be improved by using other enhanced-based RTS algorithms to quickly improve the converge time on the goal node, reducing sampling time and creating a new combined algorithm more efficient and flexible. That's all. Thanks for listening. Thank you for your presentation. Okay, cái phần trình bày của em cũng tương đối là khá là tốt. Mình nói thì qua ba cái bài trình bày mình thấy là giả sử trong quá trình trình bày thì cố gắng mình trình bày các cái step, các cái bước rồi mình làm các cái đề tài nè. Dạ. Chia sẻ ý tưởng. Trình bày công thức thì người nghe rất là khó để người ta có thể nghe, mình chỉ đưa những công thức chính thôi. Đó, cố gắng đưa những công thức chính để mình trong quá trình mình làm để người khác có thể cái idea, ví dụ những công thức đây là những công thức chính nè, kết hợp giữa cái kết quả từ cái RGT sao rồi, hoặc là cái việc mà mình cộng hết tất cả các lực lại, lực đẩy và lực hút nó lại với nhau, thì hôm nay là mình xem coi công thức đó là công thức gì mình đưa ra chính. Còn lại thì ta gặp những cái đầu dòng và đưa ra những cái từ khóa. Ok. Nghe không? Dạ nghe. Rồi em nắm được gì? Nắm được rồi ạ. Hoặc là trước khi bắt đầu cái Propose Method chẳng hạn thì em đưa ra trong cái Propose Method của mình nó gồm có những cái gì? Cái diagram á, để cho người ta mường tượng à trong mình nó có RRT sao, rồi có cái Potential Field, rồi có cái Dubin Curve. Rồi vô người ta nhìn cái tổng quan của cái giải thuật mình, sau khi họ nhìn biết được cái tổng quan của mình thì bắt đầu mình phần thứ nhất đó là về cái RRT sao, phần thứ hai là cái potential field, phần thứ ba là cái phần building cup. Dạ. Khi mà kết hợp với lại kết quả nó như thế nào? Dạ để em coi em chỉnh lại. Rồi ok. Rồi thì chỉnh sửa vậy thôi. Rồi các bạn khác có câu hỏi nào không? Bây giờ tới cái phần ta dành một chút thời gian khoảng 5 phút để em có thể trao đổi ha. Có những đề gì không hiểu ở ba cái đề tài trình bày vừa rồi thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các bạn hoặc là các anh ở đây. Có ai có câu hỏi gì không? Rồi, có ai có câu hỏi gì về ba phần trao đổi chia sẻ vừa rồi hay không? Cứ xem đây là cái buổi chia sẻ kiến thức thôi. Mình giả sử những ai quan tâm về cái mạng mobile robot hoặc là có những nhận xét. Ở đây có anh Dân nè, Dân đang học, đang làm nghiên cứu sinh ở bên Hàn Quốc. Anh Dân có thể cho một vài cái nhận xét được không Dân ơi? Alo.
Alo Dân ơi, Dân ơi. Anh Dân đang ở trên lab đang làm việc gì đó. Và anh Dân có thể để lại một vài comment được không? Thì anh Dân hiện tại bây giờ đang làm nghiên cứu sinh ở bên một cái lab chuyên về robot ở bên Hàn Quốc ha. Lab đó thì hầu hết các anh hiện tại ra trường làm việc ở ở Việt Nam cũng có và nhiều nước trên thế giới. Đó thì cũng có những cái cấu hình như robot nối tiếp, robot song song. Anh Dân thì cũng khá nhiều kinh nghiệm. Anh Dân chia sẻ với các em một chút đi anh Dân ơi. Bữa nay là có thêm anh Thanh nữa, nhưng mà anh Thanh với anh Thanh có còn ở trong ngành hay không? Thì đó thì ở đây mình có cô Uyên Phương nữa cũng tham gia cái buổi họp lab cũng là ngày hôm nay. Thì tí nữa thầy cũng có mời thêm một cái người bạn của thầy ha. Ok em. Thì tí nữa thầy cũng có mời, cảm ơn Dân nhé. Hy vọng là trong những cái buổi meeting online sau này thì Dân có gì sắp xếp được thời gian cũng như là mình có cơ hội để trao đổi trực tiếp với các em nhé, trao đổi trực tiếp với em thì các em có thể học hỏi được nhiều từ anh Dân. Rồi, cảm ơn Dân nhé. Thì tí nữa thì mình cũng sẽ có một anh nữa, thì anh này là một người bạn của thầy. Hiện tại thì hồi trước anh đã làm một số cái dự án đi, tức là dự án với công ty nước ngoài và dự án nhúng với công ty nước ngoài và một số cái đề tài ở nhà nước, khá kinh nghiệm của anh nó khá là nhiều, thì anh tí anh có thể sắp xếp sẽ tham gia với chúng ta. Thì trong tương lai thì chúng ta sẽ có thể sẽ mời thêm một vài người nữa chuyên gia trong một vài cái lĩnh vực, sẽ có song 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 với cái buổi báo cáo hàng tháng này, thì chúng ta sẽ có những buổi có thể là những buổi báo cáo đó là online cho tất cả mọi người cùng tham dự, hoặc là chỉ có lab tham dự thôi. Đó, kiểu những trường hợp quy mô như thế này thì chúng ta chắc là chúng ta khoảng 2 3 tháng chúng ta sẽ tổ chức một lần như thế này. Còn trường hợp sinh hoạt ở trong lab thì chắc là sẽ khoảng 1 tháng thì thầy sẽ mời một anh chị đó chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó để present cho tụi em ha. Và bây giờ để tiếp tục chương trình đi, thì sau khi đã trình bày xong cái phần liên quan tới cái ba bài báo khoa học, thì ba bài báo này sẽ được trình bày tại hội nghị quốc tế, ở nhà hội nghị quốc tế do trường mình tổ chức. Thì phần tiếp theo đó là phần của bạn bạn Tú,
Thì Tú sẽ trình bày về cái phần mạng mạng keng của chúng ta ha. Thì chúng ta xem coi Tú đã làm cái phần mà giao tiếp keng mà Tú đã làm trong cái đồ án tốt nghiệp mình là như thế nào. Thì hôm nay mà Tú sẽ chia sẻ cái kiến thức đó cho tất cả mọi người. Rồi, mời Tú lên đúng. Em có thể trình bày phần này, có thể trình bày phần trước ba bài đầu tiên chúng ta sẽ trình bày bằng tiếng Anh tại hội nghị quốc tế. Đó là các bạn phải bắt buộc phải trình bày bằng tiếng Anh luyện tập lần thứ nhất. Thì giờ để hiểu rõ hơn về giờ chúng ta sẽ nói về phần thiên về cái mảng kỹ thuật trên đó, là để có thể hiểu rõ hơn thì có thể trình bày bằng tiếng Việt. Các bạn khác ở trong lab trong quá trình mà chúng ta theo dõi hoặc những thành viên khác trong cái buổi tham gia cái buổi ngày hôm nay, nếu mà các bạn sắp xếp được thì các bạn mở cái webcam lên để mình có thể dễ dàng quá trình tương tác nhé. Chứ trong quá trình mà các bạn báo cáo ở đây mà chỉ nhìn vào một mình nó cũng khá là chóng váng. Rồi bây giờ bạn Tú sẽ trình bày về cái mạng keng. Mời Tú ơi. Thì chào các bạn ha. Thì sau quá trình học tập nghiên cứu thì mình áp dụng hệ thống mạng keng vô đồ án tốt nghiệp, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về cái giao thức Canvas để các bạn có thêm cái sự lựa chọn để áp dụng hệ thống điều khiển trong tương lai. Thì nội dung của phần giới thiệu hôm nay thì mình có 6 phần: giới thiệu một số các thông số kỹ thuật cũng như là cách cấu hình, cách lập trình và thu thập đánh giá kết quả, cuối cùng là kết luận và những hướng phát triển. Thì đến với phần giới thiệu thì tại sao lại cần phải nghiên cứu về mạng keng. Thì ở Việt Nam thì cái phương pháp điều khiển tập trung thì nó vẫn còn được sử dụng nhiều. Phương pháp này thì nó tập trung nhiều cái yếu tố về phần cứng và phần mềm vào cùng một bộ điều khiển. Thì khi mà xu hướng phát triển nó yêu cầu nhiều, tích hợp nhiều thiết bị thông minh hiện đại, các bộ điều khiển, thì cái khoảng cách điều khiển thì nó bị giới hạn của hệ thống, cũng như là cái việc cấu trúc cũng như là sự phân bổ tài nguyên của hệ thống nó không có được đồng đều. Thì những vấn đề được đặt ra như là cần phải cải thiện chất lượng điều khiển, khoảng cách điều khiển và chất lượng tín hiệu, khả năng mở, dễ dàng can thiệp thay thế khi hệ thống gặp sự cố, hay là khả năng nâng cấp trong tương lai thì nó luôn cần được chú trọng. Thì ở nhiều nước thì với sự phát triển của mạng truyền thông thì người ta đã chuyển dịch sang các phương pháp điều khiển phân tán, chia hệ thống thành nhiều công đoạn để có thể xử lý với từng bộ điều khiển. Và lúc này thì mạng keng nó riêng cũng như là những cái mạng truyền thông nó chung thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc đồng bộ hoạt động của đồng bộ hệ thống này. Thì đó là lý do là mình cần phải tìm hiểu về các mạng truyền thông trong công nghiệp, cũng như là ở đây cụ thể là mạng keng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể cho các bạn về tổng quan. Thì mạng keng là TPEC, là Controller Area Network, là một giao thức truyền thông bus nối tiếp thông qua hai dây, chỉ hai dây thôi ha, keng high và keng low, được phát triển bởi Bosch vào đầu những năm 1980. Thì đây là những năm mà sự phát triển của mạng truyền thông thì nó bắt đầu nó chớm nở, thì keng cũng là một giao thức đề đầu nha. Đến nay thì áp dụng cũng được khá là lâu rồi, khoảng 40 năm rồi. Ban đầu thì keng nó được thiết kế dành cho ô tô, nhưng mà hiện nay thì nó cũng đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến, áp dụng nhiều trong các PLC, các bo mạch điều khiển của nhiều ngành công nghiệp. Thì chuẩn keng hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về chuẩn keng 2.0 được sử dụng phổ biến nhiều. Ngoài ra thì nó có một giao thức keng mới hơn là keng FD, thì nó chưa được phổ biến rộng rãi do nó mới ra đời có vài năm trở lại. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về keng 2.0. Về thông số kỹ thuật thì đây là cái bảng thông số kỹ thuật mà mình đã tổng hợp lại. Thì số lượng dây dẫn cần của một hệ thống đường truyền là cần 2 dây,
Kin 2 và Kin Low. Về kích thước dữ liệu thì nó 8 byte trong một frame truyền. Tốc độ truyền thì nó phải đạt được tối đa 1 megabit trên giây trong phạm vi 40m. Cũng như là có thể đạt được khoảng cách tối đa là ở 6 km ở tốc độ 10 kilobit. Nó có thể kết nối được khoảng 70 nốt nha trong một đường truyền mạng. Cũng như là nó có một cái phương pháp riêng để tránh xung đột trong việc truyền dữ liệu giữa các nốt. Nó na ná như Ethernet, đó là dựa trên thứ tự ưu tiên cho ID. Phương pháp đọc tín hiệu trên bus là nó dựa trên hai sự chênh lệch điện áp hai dây Kin 2 và Kin Low. Thì đây là hai sợi dây xoắn vào nhau thì nó giúp cho giảm thiểu việc nhiễu không có dữ liệu. Đến phần đánh giá thì ta có thể thấy là những ưu điểm về mạng Kin như là giá thành phù hợp, tốc độ 1 megabit thì nó cũng đáp ứng được rất là tốt, đơn giản gọn nhẹ do tôi sử dụng hai dây, độ ổn định cao chống nhiễu, cũng như là khả năng tùy biến cao trong lập trình. Thì bên cạnh đó thì nó cũng có những yếu điểm như là nó bị giới hạn ở 8 byte trong một frame với đường truyền. Do nó là một giao thức không đồng bộ á, thì nên là mình phải cần phải cấu hình nhiều thông số để là cái mạng kênh nó có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về đồng bộ cũng như là đảm bảo được sự ổn định. Bên cạnh đó là những cái mã hóa và giải mã cần được đảm bảo xuyên suốt trong cả các module gửi và nhận. Đến cái phần cấu hình thì hình A là cái đường truyền cần yêu cầu phần cứng, thì để vi điều khiển có thể tham gia vào phần cứng của mạng thì ta cần phải có một bộ điều khiển giải thức Kin, một bộ thu phát Kin, cũng như là hai điện trở đầu cuối để giới hạn giảm thiểu nhiễu cũng như là cái tín hiệu phản xạ trên đường truyền Kin 2 dây, Kin 2, Kin Low. Thì tại sao cần phải có một cái bộ thu phát Kin ở đây thì do bộ điều khiển giải thức Kin nó chỉ tín hiểu được tín hiệu TDL, trong khi để đảm bảo được cái sự chống nhiễu cũng như là truyền được xa của đường truyền mạng thì cần phải có một bộ thu phát Kin giúp chuyển đổi từ tín hiệu TDL sang Kin. Có thể các bạn so sánh ở cái phần hình B đây, thì tại đó nó sẽ có hai loại bit, là bit dominant nghĩa là bit trội ứng với bit logic 0 của tín hiệu TDL, và bit lạnh là RCC ứng với bit limit 1 của tín hiệu TDL. Thì ta có thể thấy là tín hiệu trội là bit 0 sẽ được ưu tiên truyền trên tín hiệu Kin này, từ đó giúp cho việc chúng ta lập trình, chúng ta thiết kế những cái cấu hình thông số thì nó phù hợp hơn cho mục đích sử dụng. Hình C là cái data frame cực kỳ quan trọng trong việc cấu hình lập trình và thiết kế, thì nó gồm bao gồm 7 trường: một trường bắt đầu, một trường tranh chấp phân xử, một trường điều khiển, một trường dữ liệu, một trường kiểm tra lỗi CRC và một trường báo nhận. Ngoài ra là một bit kết thúc. Thì ba trường quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý đó là trường phân xử, trường điều khiển và trường dữ liệu ha. Thì tùy thuộc vào yêu cầu và cách thiết kế thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn những thông số phù hợp để có thể mà cấu hình. Do Kin là một phương thức truyền không đồng bộ nên là chúng ta cần phải đồng bộ toàn bộ hệ thống bằng tốc độ như nhau. Các bit timing thì ở hình dưới thì trong thời gian một bit thì ta có thể thấy là nó có thể chia thành 4 đoạn riêng biệt, có những cái chức năng cụ thể như là một đoạn dùng để đồng bộ với tín hiệu bit trước, một đoạn dùng để xử lý cái thời gian delay giữa bus, hai đoạn để xử lý cái việc xác định thời điểm máy mẫu. Thì việc xác định những cái đoạn này nó rất là quan trọng nha. Hình dưới thì ta có thể thấy là đây là một ví dụ khi thời gian giữa một bit là 1000 nanogiây
ứng với tốc độ là 1 megabit trên giây á, thì ta có thể là có cấu hình là một đoạn dùng để đồng bộ bit tốc độ, hai đoạn, ba đoạn để xử lý về việc delay giữa các bit, cũng như là hai đoạn để đồng bộ tốc độ giữa các bit đằng sau. Thì việc xác định những cái đoạn này nó có công thức tùy theo phần cứng của các vi điều khiển cũng như là các cái bộ đồ phát game mà mình sử dụng trong mô hình. Cái này thì các bạn cần phải đọc hiểu kỹ về các manual của sản xuất để tìm được cái các thông số phù hợp của đường truyền. Bên cạnh đó là để cho việc các vi điều khiển nhận đúng cái tin nhắn mà nó cần nhận, cũng như là giảm thiểu được cái sự delay, tăng tốc độ xử lý của vi điều khiển, thì mình cần phải cấu hình về các filter ID và filter mask. Cái filter mask này thì nó có thêm một chế độ nữa đó là filter list, thì cái đó thì nó bị giới hạn về các ID mà mình có thể lọc từ bộ lọc. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu về filter mask thôi. Về ví dụ như là ta cần yêu cầu, ta cần nhận một loạt các ID, tin nhắn có ID từ 0x00 đến 0x3f, thì với việc chọn filter ID là 0x00 thì để nhận được loạt tin nhắn của các ID từ một khoảng này, khoảng 60, 63, 64 tin nhắn, thì ta nên sử dụng filter mask để là có thể đạt được mục tiêu hiệu quả cao nhất. Thì ấn với bit 0 của filter mask thì ta có thể nhận được mọi giá trị của ID. Còn với bit 1 thì ta có thể bắt buộc là phải trùng với ID của filter ID thì nó mới được chấp nhận. Thì việc so sánh các ID càng được accept với filter ID thì ta có thể thấy là cái từ bit 0 đến bit thứ 5 của các ID càng accept thì nó không có trùng khớp với filter ID, nó phải không trùng khớp, thì ta đặt là từ bit 0 đến bit 5 là cái giá trị bit 0, và từ bit 5 trở đi thì nó cần phải khớp là toàn là bit 1. Thì ta đặt là các filter mất đi là các giá trị bit 1 ở các bit cần phải khớp còn lại. Thì cái việc filter mask này nó ná như là cái subnet mask của Ethernet vậy. Việc giúp các bạn xác định mấy cái này thì các bạn có thể đọc thêm về manual của vi điều khiển để hiểu thêm. Đến phần lập trình thì sau khi đã cấu hình về các filter ID thì việc xác định ID cũng như là cấu trúc tin nhắn, độ dài dữ liệu thì nó đóng vai trò quan trọng. Ở đây thì mình có ví dụ về một cái tin nhắn server gửi cho master là 2 module trong mạng với ID là 0x00, thì do tín hiệu trên đường truyền kênh á, thì nó ưu tiên bit 0, nên là cái việc ID nó càng nhỏ thì cái độ ưu tiên trên đường truyền nó càng lớn, nghĩa là ID 0x00 nghĩa là được ưu tiên cao nhất trên đường truyền, thì nó sẽ giúp cho các bạn tranh chấp giữa các module thì nó xử lý được tốt hơn, lọc ra những cái tin nhắn quan trọng để có thể truyền đi trước. Thì ở đây mình có thể ví dụ là một cấu trúc tin nhắn trong đó có 7 bài có nghĩa, thì mình sẽ nén và mã hóa để sao cho 2 bài dữ liệu thì nó ứng với giá trị đặt. Ở đây ví dụ là giá trị đặt của các khớp robot, thì mỗi khớp sẽ đứng ứng với 2 bài, và một bài thì ứng với cái lệnh điều khiển start stop home của hệ thống. Thì bên cạnh là ví dụ dùng các hệ số scale và offset để mà mã hóa và giải mã, thì ứng với phía gửi thì mình có thể là nhân cho hệ số scale và trừ đi hệ số offset, hoặc là biến đổi các chế độ đó sang các bit 1, 2, 4 để mà mã hóa cho các cấu trúc dữ liệu. Thì ở phía bên nhận thì mình sẽ làm ngược lại, mình sẽ lấy dữ liệu nhận được chia cho scale và cộng cho giá trị offset, thì nó sẽ ra cái giá trị mã giải mã mà mình cần.
Ví dụ như là khi mình nhận được một cái cấu trúc dữ liệu như thế này, thì ứng với cái giá trị scale và offset mà mình đã thiết lập thiết kế, thì mình có thể hiểu đó là giá trị đặc khớp 1 chia cho 100 là 12,65 độ, giá trị đặc khớp 2 là 24,63 độ, giá trị đặc khớp 3 là trừ 32,16 độ, và lệnh điều khiển ở đây là đang yêu cầu chế độ start. Thì cái việc mã hóa và giải mã này thì nó tùy thuộc vào cái mục đích cũng như là cái phương pháp điều khiển của các bạn, nên các bạn cần phải lựa chọn phù hợp. Và giải mã này thì nó cần phải đồng bộ, đảm bảo 100% giữa bên gửi và bên nhận. Đến với phần kết quả và đánh giá, thì sau khi mình cấu hình đường truyền cũng như là lập trình xong thì muốn đánh giá được là mạng mình nó hoạt động tốt hay không, nó chính xác hay không, thì mình cần phải kiểm tra. Thì bên cạnh các những cái công cụ kiểm tra chính xác như là Oscilloscope thì mình có thể kiểm tra một cách thủ công giữa hai module, thì nó có thể cho tín hiệu không tốt nhưng mà nó có thể giúp cho mình có cái nhìn tổng quan về cái đường cách chất lượng đường truyền. Thì ở đây là mình sẽ gửi một tín hiệu, ví dụ như là một tín hiệu sóng hành sinh từ module A sang module B. Module B sau khi giải mã thì sẽ mã hóa ngược lại, gửi trả lại module A để so sánh. Thì nếu mà chất lượng đường truyền trở ra tốt thì ta có thể thu được đồ thị như hình B, là dữ liệu gửi, dữ liệu nhận thì nó hoàn toàn khớp với nhau, không có bất kỳ nhiễu hay là mất mát dữ liệu hay là khoảng delay nào đáng kể. Thì sau khi mà phân tích rõ hơn thì ta có thể thấy là hình C phóng to thì ta có thể thấy là chất lượng tín hiệu thì rất là tốt nha. Nó tín hiệu cho ra mịn cũng như là thời gian delay khá là thấp, xử lý nhanh 0,9 mili cho 2 tin nhắn. Thì từ đây các bạn có thể đánh giá chất lượng cũng như là làm triệt đề để mà thiết kế thêm những cái hệ thống có nhiều module xử lý trong cùng một đường truyền bạn. Trên phần kết luận và hướng phát triển thì trên đây là mình đã giúp cho các bạn tìm hiểu về mạng Canbus cũng như là các thông số kỹ thuật, cách thiết lập cấu hình đường truyền cũng như là phương pháp mã hóa giải mã, cách kiểm tra và đánh giá mạng. Thì việc những kết quả của đường truyền mạng Ken thì có thể giúp cho các bạn ứng dụng trong các hệ thống điều khiển robot và tự động, cũng như là tạo thêm những sử dụng hệ thống điều khiển phân tán trong công nghiệp, hay là có những cái nghiên cứu chuyên sâu trong phân tích và xử lý lỗi trong mạng truyền thông. Thì trên đây là phần giới thiệu của mình về mạng Ken. Các bạn có thêm câu hỏi thì có thể thảo luận thêm. Rồi, cảm ơn cái phần chia sẻ của bạn Tú ha về cái mạng Ken. Thì ở đây các em có câu hỏi gì không? Tại bây giờ đó thì tất cả các thành viên ở trong lab trong tương lai mình sẽ làm cái mạng mà thầy recommend các em sẽ phát triển một cái mạng giao tiếp là dựa trên Ken nhé. Đó, các em năm thứ ba, năm thứ tư đó, đang chuẩn bị năm thứ tư, thì một năm thứ tư, các em năm bắt đầu năm thứ ba, thì trong tương lai thì các em sẽ phát triển trên cái mạng. Thì đây thì cái hệ thống mạng của anh Tú đã phát triển khá là ổn rồi. Thì đây chúng ta sẽ cố gắng ta kế thừa cũng như là cải tiến cái mạng của chỗ anh Tú lên là sao phù hợp với cái ứng dụng của chúng ta. Sau này mình không có loay hoay đi tìm cái cấu trúc mạng nữa. Tú bỏ ra một khoảng thời gian cả cũng là khoảng 6 tháng để có thể làm về chuyên về cái mạng này. Thì cái kết quả đạt được thì đã được kiểm chứng trên robot rồi, kiểm chứng trên robot và thông qua cái vấn đề về điều khiển. Rồi bây giờ ai có câu hỏi gì chúng ta mở mic lên, ta đặt câu hỏi và chúng ta trao đổi về cái phần này nhé. Trước tiên là bạn Phước có phần trao đổi gì? Chào thầy, chào mọi người ha. Thì em có một cái thắc mắc thôi, là thí dụ tại vì ở đây Tú có trình bày về cách là mã hóa và
giải mã dữ liệu trên khi mà mình truyền dữ liệu, nhưng mà mình làm sao để mình biết được mình truyền nó đúng lên cái một cái master hay một cái slave nào đó hay không, và cái cách xử lý như thế nào về vấn đề giả sử hai con mà cùng truyền hoặc là lỗi bị rớt frame truyền như thế nào, cái này em chưa được rõ cho. Bạn hỏi mình về cái phần mã hóa và giải mã dữ liệu đúng không? Đây thì cách mà mình đã nhận đúng cái tin nhắn mà mình cần nhận thì phía trước mình có nói là sử dụng filter ID và filter mask đây. Thì ví dụ như là mình cấu hình mình muốn nhận những cái ID từ 0x00 đến 0x3x thì mình sẽ cấu hình phát filter ID cũng như là filter mask như thế này, thì nó sẽ chỉ nhận được những, nó sẽ gọi là bộ lọc, nó chỉ nhận những cái tin nhắn có ID là như thế này thôi. Ví dụ như là khi mà ID nó không thuộc trong này thì nó sẽ không nhận tin nhắn đó. Thì mình sẽ biết được là mình có nhận đúng hay không. Đến với phần giải mã gì? Giải mã mã hóa thì sau khi mình nhận được tin nhắn xong thì mình phải kiểm tra là thì nó có đúng là độ dài dữ liệu hay không. Để trước tiên là như vậy, thì mình ví dụ như là mình gửi tin nhắn ID 0x00 đây, thì mình sẽ biết lúc mình thiết kế thì biết được là mình gửi đi 7 bài, thì mình sẽ kiểm tra bên phía nhận là nó có đúng là tin nhắn đúng 7 bài dữ liệu hay không. Nếu không thì coi như là tin nhắn đó là bị mắc dữ liệu, bị nhiễu gì đấy, mình sẽ không lấy cái tin nhắn đó. Sau khi nó đáp ứng được là đúng 33 rồi, nó tín hiệu truyền nó không bị nhiễu, thì ta sẽ tiến hành là giải mã. Thì ở đây thì mình thiết kế là mình giải mã hóa theo scale và offset, thì nghĩa là scale là nhân, offset là bù cộng. Thì ví dụ như là bên gửi nhân scale trừ offset, thì bên nhận là chia scale cộng offset, sẽ giúp mình tìm ra cái giá trị đúng mà nó cần phải hiểu. Không biết là ý là cái vấn đề mà lập trình và set cái cách mà mình mã hóa dữ liệu á thì nó ok rồi, nhưng mà ý cái chỗ là ví dụ bây giờ mình giả sử mình có 3 con và hình như theo tôi có xem cái đồ án ấy, thì cái role spec nào của Tú làm á là nó là đang truyền theo hướng một chiều, đó là từ một con master nó trả ngược về nó truyền đến 3 con slave đúng không, 3 con STM đúng không. Thì giả sử trong trường hợp mà 3 con đó nó truyền ngược lại cho con master á, ý là cái mình hỏi thêm mình bonus cái kiến thức ngoài á, thì mình xử lý như thế nào? Nghĩa là 3 con truyền đồng thời cùng lúc. Đúng rồi, thì làm sao để mình nhận dữ liệu? Mình có thể dùng timer hay là mình có thể dùng cái flat error, một cái cờ nào đó để mình lấy hay không? Thì cái này nó liên quan về cái phần bản chất của Ken. Thì ở đây thì lúc nãy mình có nói là cái tín hiệu bit không nghĩa là bit dominant, là bit trội, nó sẽ được ưu tiên trên đường truyền, nghĩa là khi mà cái tin nhắn nào nó có nó gửi đi bit dominant. Đấy. Bit nào có ID nhỏ hơn á, thì nó sẽ được ưu tiên trước, do bit không nó được ưu tiên hơn bit 1. Đó thì kiểu như là khi nó gửi đi bit không mà có một vi điều khiển khác nó gửi đi bit 1, thì cái vi điều khiển bit 1 kia nó sẽ bị trút khỏi đường truyền do nó không có được ưu tiên, bit không sẽ được ưu tiên hơn. Và sau khi biết cái điều khiển mà được ưu tiên đó nó gửi xong, thì nó sẽ chờ một khoảng thời gian gọi là xác định được là bot đang rảnh, thì cái tín hiệu mà lúc nãy nó bị chút đường
cấp quyền gửi thì nó sẽ bắt đầu nó truyền lại. Đó là phần nhất. Ok. Cảm ơn ông nha. Rồi, còn ai có câu hỏi nào không, mình cần trao đổi. Ở đây trong cái meeting của chúng ta thì có bên đây report là có anh Lâm á. Lâm có kinh nghiệm nhiều để làm thế. Lâm cho một vài nhận xét của ông Lâm ơi. Chào mấy em. Anh nghe cái trình bày của em về Ken thì em thấy cũng khá là chi tiết, nhưng mà có thể là nếu mà mình trình bày cho một nhóm bạn mà chưa biết gì Ken thì mình trình bày như vậy thì người ta sẽ không thể nào nắm được cái đại ý chung. Thì anh chia sẻ cái biết về Ken thôi. Cũng cách đây 10 năm anh cũng lập trình Ken với con Bích. Thì con Bích nó sẽ có một bộ là bộ DMA. Thì bộ DMA nó sẽ tác dụng là gì? Là khi mình truyền nhận giống như các bạn vừa mới đặt câu hỏi á, là khi mà truyền nhận như vậy thì làm sao để xử lý, cái bộ DMA nó sẽ tự động xử lý chuyện đó. Nghĩa là thứ nhất đó, là anh để phân biệt nè, 485 thì có master slave, còn Ken là mạng ngang hàng thì mình sẽ không có master slave ha. Thì khi mà mình truyền dữ liệu như vậy đi thì nó sẽ tự động phần cứng giải quyết cái chuyện là nhận gửi dữ liệu và tự động đồng bộ giá trị vào hành ghi. Nhiệm vụ của em là chỉ đọc hành ghi ra thôi đó. Thì anh bổ sung ý đó chứ còn trình bày rất là chi tiết rồi đó, anh chia sẻ cái đó thôi. Rồi, cảm ơn chia sẻ của Lâm. Lâm có thể mở cái cam lên cho các em thấy được không? Lâm có thể mở cái cam lên cho các em biết giờ có thể biết được anh Lâm được không Lâm? Đó thì đây là anh Lâm ha. À, chào em. Thì, đó, thì anh Lâm này có kinh nghiệm khá là nhiều đó trong thực tế. Hy vọng là trong những cái buổi mà lát meeting sắp tới mà anh sắp xếp được thời gian để tham gia thì những cái kinh nghiệm của anh thì chia sẻ cho các thành viên trong lát thì nghĩ là tụi em sẽ học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn Lâm thì cái phần chia sẻ rồi nha Lâm. Thì nói chung là biết gì chia sẻ đó thôi, cũng lâu lắm rồi tôi không lập trình lại. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua phần tiếp theo. Nhưng mà mọi người có câu hỏi gì nữa không? Đưa mạnh dạng ta trao đổi ha. Đó thì cái đồ án robot sắp tới ở trong là sẽ chúng ta sẽ triển khai trên cái mạng Ken này ha. Đó thì trong quá trình chúng ta làm trước tiên trong cái bữa chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta hiểu được cái đại ý của cái mạng Ken này như thế nào thôi, cách hoạt động như thế nào thôi. Trong quá trình mà chúng ta thực hiện có vấn đề thắc mắc chúng ta cố gắng đặt câu hỏi trên group Facebook riêng của lab á, để hy vọng tụi em đặt câu hỏi nhiều ở trên đó để chúng ta tăng cái sự tương tác lên. Bởi vì những kết quả các em tương tác ở trên đó sẽ là cái phần kế thừa để cho các thành viên khóa sau có thể dựa vào đó có thể học hỏi thêm. Rồi bây giờ tới cái phần tiếp theo là của nhóm bạn Phúc Hà Bích Bình, Hà Bích Ninh. Dạ, rồi, dạ luôn. Anh nghe không? Ok, nghe em. Rồi cho em chia sẻ nhé. Thì cái phần trình bày này của các bạn sau khi đã quen xem một cái buổi webinar của Malat trình bày về cái phần là Model Based System Engineering. Đó, thì ở đây là cái kiến thức này nó liên quan tới cái vấn đề về chúng ta mô hình hóa hệ thống á. Ta học trong cái môn nhận dạng và điều khiển hệ thống. Làm sao chúng ta xây dựng, tức là nó sẽ liên quan giống như cái phần mà các bạn thiết kế bằng MATLAB robot bằng Solid. Ở đây có thể là sử dụng một số cái tính năng trong Solid để chúng ta đánh giá hệ thống, hoặc là chúng ta sẽ chuyển nó qua bên mô phỏng trên MATLAB để chúng ta đánh giá tiếp. Thì chúng ta bữa nay ha, nghe cái phần trình bày của các bạn này để chúng ta hiểu được cái concept, tức là hiểu được cái
cái idea, cái ý tưởng thôi. Còn cái việc mà để áp dụng được vào trong thực tế thì tùy vào mỗi đề tài khác nhau. Thì chúng em, các em sẽ áp dụng. Thì giống như là cái cách của nhóm bạn Quang, nhóm anh Quang, rồi anh Quang Cường đó, đang làm, hoặc là anh Hưng đang làm, hoặc là Tú đang làm, cũng là một phần nhỏ ở trong cái là Model Based System Engineering. Chúng ta đang tiếp cận theo kiểu đó, đang dần cận kiểu đó ha. Thì đây là cái phần có cái kiến thức gọi là tổng quan, mọi người chú ý lắng nghe nha. Dạ, chào thầy, các anh và các bạn. Thì hôm nay nhóm em sẽ xin trình bày giới thiệu sơ lược về Model Based System Engineering, là mô hình dựa trên kỹ thuật, mô hình hệ thống kỹ thuật, kỹ sư của kỹ thuật. Thì sau khi tụi em có tham dự cái webinar của Matt Wood thì tụi em có tổng hợp lại một số cái khái niệm và kiến thức chung của nó về cái khái niệm Model Based System Engineering này. Thì tụi em chia làm có 4 phần chú ý. Thứ nhất là về System Engineering, Model Based System Engineering, V-Model và Design Before Building. Về phần System Engineering thì có các key takeaway cần lưu ý. Thì có thứ nhất là thiết kế trực quan kiến trúc hệ thống. Thứ hai là chuỗi kỹ thuật số cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu kiến trúc và thiết kế. Thứ ba là môi trường kết nối để thiết kế và phân tích kiến trúc và kiến trúc. Thứ tư là nền tảng tích hợp để phân tích tất cả các phần kiến trúc của bạn trong một môi trường đa miền. Thì để tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta đi tới khái niệm của system. Thì khái niệm của cái hệ thống, hệ thống nghĩa là gì? Thì hệ thống nó là một nhóm các thực thể tương tác liên quan với nhau, nó tạo thành một cái hệ thống nhất. Một hệ thống thì nó được bao quanh và ảnh hưởng bởi môi trường của nó, được mô tả bởi các ranh giới, cấu trúc và mục đích của nó, thể hiện chức năng của nó. Thì trong cuộc sống cũng có các hệ thống cơ đơn giản, có các hệ thống đơn giản khác như xung quanh rất là nhiều hệ thống. Thì ngoài ra thì cái hệ thống, ví dụ một số ví dụ về cái hệ thống complex là hệ thống phức tạp. Ví dụ như là về một chiếc xe hơi, thì trên hình thì đây là chiếc xe hơi, đây là cái mô hình đầu tiên của xe hơi được thiết kế dựa trên một cái bản vẽ tính toán rất là lâu. Thì đây là mô hình đầu tiên, sau trải dài qua bao nhiêu năm phát triển thì người ta bắt đầu nâng lên theo ý tưởng, có các ý tưởng đưa lên. Thì chiếc xe tiếp theo là sẽ có kính chắn, có các và rào bảo vệ xung quanh cho người ngồi trong có thể thoải mái nhất. Tiếp theo đó thì càng lên cao, càng phát triển thì các nhà cung cấp yêu cầu người ta càng muốn cải thiện nhiều hơn, và đó là lý do mà cái xe hơi ngày nay được ra đời và cải tiến nhiều hơn. Thì một hệ thống đơn giản trên chiếc xe hơi này đó chính là cái cửa kính. Giả sử như cái cửa kính này là một hệ thống phức tạp, các nhà đầu tư người ta yêu cầu là họ muốn một cái cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, có thể kéo lên kéo xuống. Thì đây là chính là cấu tạo của một chiếc các kỹ sư người ta đã dựa theo các yêu cầu của các nhà đầu tư đó, người ta dựa vào đó để có thể phát triển và thiết kế ra được một mô hình cửa kính theo yêu cầu. Vậy thì system engineering hay còn gọi là nó có nghĩa là gì? Thì kỹ thuật hệ thống nó là một lĩnh vực liên ngành của kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, tập trung vào các thiết kế và quản lý hệ thống phức tạp trong vòng đời của nó. Thì tại sao chúng ta lại cần có cái kỹ thuật hệ thống này? Thì tại vì để khi mà áp dụng cái kỹ thuật hệ thống này vào, chúng ta có thể đối phó với được các cái sự phức tạp hơn. Kỹ thuật hệ thống giúp chúng ta tránh bỏ sót và các giả định không hợp lệ, giúp quản lý các vấn đề thay đổi trong thế giới thực tại và tạo ra giải pháp hiệu quả. Kinh tế, yếu tố kinh tế cũng rất là quan trọng. Đây là mô hình của System Engineering. Rồi, vậy tụi em có coi qua thì Mark Work người ta có mô tả về System Engineering Workflow, có nghĩa là các cái hướng đi của cái kỹ thuật hệ thống này.
Thì đầu tiên là stakeholder need, có nghĩa là yêu cầu của nhà đầu tư, người ta muốn. Sau đó là các yêu cầu và các trường hợp để sử dụng nó, qua cấu trúc và hành vi được dựa trên dựa trên và đánh giá thông qua các quan điểm cộng đồng và đặc tính của hệ thống. Sau đó được add vào simulink của MATLAB và có thể thiết kế ra được một mô hình theo cái yêu cầu này. Giờ qua đó, qua sau khi thiết kế được thì người ta, sau khi có được các cái bản thiết kế của hệ thống đáp ứng được đủ yêu cầu, thì người ta sẽ áp dụng và thực tại và tạo ra các cái sản phẩm thực tế. Về model là mô hình, thì mô hình nó có khái niệm, thì nó là một phiên bản đơn giản hóa của một khái niệm, hiện tượng, mối quan hệ, cấu trúc hoặc là một hệ thống nào đó. Thì nói nôm na thì nó như kiểu một biểu diễn đồ họa toán học hoặc là một vật lý nào đó. Thì mục đích của nó là để giải thích, kiểm soát và dự đoán các sự kiện xảy ra và hỗ trợ trong việc quyết định, kiểm tra các tình huống, điều gì xảy ra. Về Model Based System Engineering thì khái niệm của MBSE này thì nó có nghĩa là MBSE nó là một ứng dụng chính thức hóa, mô hình hóa, nó bao gồm cả tĩnh và động, thì để có thể hỗ trợ và thiết kế phân tích hệ thống trong suốt tất cả các giai đoạn của vòng đời hệ thống, thông qua việc thu thập các ngôn ngữ mô hình hóa, cấu trúc, quy trình dựa trên mô hình và trình bày các khuôn khổ được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật, kỷ luật, kỹ thuật hệ thống trong bối cảnh dựa trên mô hình và hướng mô hình. Thì bên này là gồm là bao quát của MBSE, nó bao gồm có ngôn ngữ của mô hình dựa trên hệ thống, mô hình công cụ mô hình, và thứ nhất là khung hình của đặc tính cấu trúc. Để trả lời cho các câu hỏi của về modeling language, modeling by process, modeling tool và architecture framework, thì chúng ta có các câu hỏi của theo từng bộ phận. Thứ nhất thì cái modeling language hay còn gọi là ngôn ngữ mô hình hóa, thì nó là cơ sở của tất cả các công cụ cho phép phát triển các mô hình hệ thống, các ngôn ngữ mô hình hóa dựa trên một biểu diễn trực quan hoặc một bản vẽ nào đó. Thì kiến thức thứ nhất là về kiến thức kỹ thuật về kỹ thuật hệ thống và MBSE trong đội ngũ nhân, trong chúng ta cần là gì. Đó là trả lời các câu hỏi trên thì chúng ta có thể hiểu ra được cái vấn đề mà chúng ta đang đặt ra. Về cái model based process, về cái structure là cái cấu trúc, thì các quy trình mô hình hóa cung cấp các phân tích để tiến hành phân tích hệ thống hầu như được xác định trong mô hình. Các quy trình dựa trên mô hình có thể là các quy trình kỹ thuật hệ thống truyền thống như quản lý yêu cầu, quản lý rủi ro, hoặc các phương pháp phân tích như là mô phỏng sự kiện rời rạc và mô hình hóa hệ thống động lực học. Thì MBSE yêu cầu các thay đổi đối với tư duy và quy trình kỹ thuật, cũng như các kỳ vọng của các yếu tố cần thiết trong quá trình kỹ thuật hệ thống. Về Presentation Framework, thì các khung trình bày nó cung cấp khung cho các cấu trúc logic của dữ liệu hệ thống. Của hệ thống, các mô hình trực quan này có các dạng mô hình kỹ thuật thống, truyền thống. Các mô hình riêng lẻ thường được nhóm lại thành các khuôn khổ cung cấp các khung nhìn và mô tả tiêu chuẩn của các mô hình cũng như cấu trúc dữ liệu chuẩn cho các mô hình kiến trúc. Sau khi chúng ta giải đáp được các thắc mắc này thì có thể nắm được một phần nào đó về cái Model Based System Engineering. Mục đích của nó được tạo ra là để có thể dựa trên các cơ sở lý thuyết hoặc là dựa trên các cơ sở lý thuyết phỏng vấn hoặc là tìm tòi đánh giá các bản biểu, từ đó có thể xây dựng lên được một cái mô hình của nó, không phải là trên tài liệu nữa mà là sẽ xây dựng mô hình nó ở trên các phần mềm thiết kế, ví dụ như là Simulink hoặc là CAD. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu về V model.
Thì V-model là nó thể hiện các mối quan hệ giữa giữa các giai đoạn của vòng đời phát triển và thử nghiệm liên quan đến của nó. Thì các trục chúng ta sẽ đi, nó có hình giống kiểu thác nước đi xuống và đi lên. Thì đầu tiên ở cái giai đoạn profession project definition thì đây là cái giai đoạn phân tích yêu cầu trước. Nó bao gồm concept, operation, require and architecture, detail, design, là bao gồm có các yêu cầu về cấu trúc và chi tiết về thiết kế. Thì bước đầu tiên của quá trình này thì người ta sẽ xác minh các yêu cầu của hệ thống, thu thập bằng cách phân tích nhu cầu của người dùng, của các stakeholder. Sau đó thì nó sẽ, người ta sẽ đi tới bước là coi kiểm chứng các yêu cầu đó có thực tế hay không, và tiếp đến là tới bước thiết kế. Thì thiết kế hệ thống nó là cái giai đoạn mà các kỹ sư hệ thống sẽ phân tích và hiểu các hoạt động kinh doanh của hệ thống được đề xuất bằng nghiên cứu tài liệu yêu cầu của người dùng. Họ tìm ra các khả năng và kỹ thuật mà các yêu cầu của người dùng có thể được thực hiện. Nếu bất kỳ yêu cầu nào không có khả thi á, thì người dùng sẽ được thông báo về vấn đề này. Tiếp đến là trong cái detail design sẽ tiếp đến cái phần là giai đoạn thiết kế kiến trúc máy tính và kiến trúc phần mềm, gọi là thiết kế cấp cao á. Thì trong cái phần này thì người ta sẽ thiết kế và kiểm tra tích hợp thực hiện trong các giai đoạn cụ thể. Người ta thiết kế module nè, thiết kế cấp thấp, thiết kế module hay còn gọi là thiết kế cấp thấp á. Thì hệ thống được thiết kế được chia thành các đơn vị hoặc các module nhỏ hơn, và mỗi module được giải thích để lập trình viên có thể bắt đầu viết mã trực tiếp. Sau khi người ta hoàn thành thiết kế thì implementation là cái khoảng thời gian người ta thực hiện để phát triển dự án này, người ta sẽ cần thời gian. Sau khi đã hoàn thành thì người ta sẽ bước tiếp là project test and integration, là sẽ kiểm tra và ứng dụng. Người ta kiểm tra các hệ thống, sau đó dựa trên các yêu cầu, người ta sẽ kiểm tra và chấp nhận và xem xét lại các cái ứng dụng này như thế nào. Sau khi nó hoàn thành tốt thì sẽ được đưa ra cho mọi người sử dụng. Đó là cái khái niệm khái quát về cái V-model này. Thì trên khái niệm thì hiện tại một số người ta cho rằng là cái V-model này thì nó quá là đơn giản, nó chưa đánh giá đủ các cái yêu cầu trong một cái quy trình sản xuất. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số người cho rằng thì cái V-model này nó giúp ích trong việc kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện. Tiếp đến sẽ là cái phần lưu ý nhỏ về design before building cho mọi người. Thì ở đây người ta có 7 steps to success, là có 7 bước để thành công. Thì thứ nhất là để có thể hoàn thành một cái sản phẩm nào đó, thứ nhất chúng ta là phải hiểu được cái vấn đề, chúng ta phải tìm được các giải pháp. Cái thứ ba là có thể xác định và thống nhất kiến trúc hệ thống. Thứ tư là tuân theo các cái yêu cầu. Thứ năm là xử lý giao diện. Thứ sáu là chuẩn bị hệ thống, kiểm tra, hỗ trợ. Và thứ bảy là luôn phải theo dõi tiến độ so với kế hoạch. Có nghĩa là phải theo sát được cái khoảng thời gian mà mình làm ra sản phẩm. Rồi, tiếp theo thì các cái tiêu chuẩn trước khi chúng ta xây dựng một cái mô hình, thì chúng ta cần phải biết được mô hình nó sẽ có cái ngôn ngữ thông dụng. Các ngôn ngữ thông dụng như là cải thiện sự hiểu biết, tạo điều kiện hợp tác, giúp các bên liên quan có thể hiểu rõ và có thể đầu tư vào. Lúc đó thì chúng ta sẽ có được kinh phí để có thể hỗ trợ phần nào đó về cái dự án của mình. Truy xuất nguồn gốc từ các yêu cầu thông qua mô hình đến hệ thống, cho phép mô phỏng, tạo mẫu nhanh và nghiên cứu thương mại. Cuối cùng là giảm tổng chi phí kỹ thuật hệ thống, giảm chi phí đường cong học tập với nắm bắt IP thiết kế hệ thống để giảm rủi ro và giữ lại giá trị. Thì tóm lại thì cái model based system engineering này, mục đích của nó
là để sau khi chúng ta hiểu, sau khi biết được cái tầm quan trọng của nó, có thể áp dụng nó để thực hiện các dự án. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải nắm rõ yêu cầu của dự án. Bước thứ hai là có thể xây dựng nên được cái một cái mô hình, xây dựng nên được một cái mô hình của nó ở trên các cái công cụ giả lập. Và bước cuối cùng là sau khi thực hiện được ví dụ như Simulink hoặc là CAD-E, chúng ta SolidWorks gì đó, có được cái mô hình thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng triển khai nó ra được cái mô hình thực tế và giám sát nó kỹ càng hơn. Yeah. Đó là những gì mà tụi em đã có thể tìm hiểu và tóm lại được về cái model based system engineering này. Về cái khái niệm của nó cũng rất là rộng, thì lên cái phần mà tụi em nắm được. Phần trình bày của nhóm em tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok rồi, cảm ơn Hà phần trình bày rồi ha. Rồi cảm ơn Hà và các bạn trong nhóm về phần trình bày vừa rồi. Đó thì sau khi tất cả các thành viên ta xem qua cái phần trình bày của trình bày của bạn Hà rồi, thì chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì không? Ta bắt đầu chúng ta đặt câu hỏi nhé. Bình, ok, anh nhầm. Rồi, các em có câu hỏi nào thì em đặt ra nha. Đó thì trong cái quy trình mà chúng ta làm cái đồ án tốt nghiệp y chang như vậy. Quy trình chúng ta làm đồ án tốt nghiệp thì y chang. Tức là nếu mà thực sự ra thì chúng ta phải có phần mà đặt vấn đề. Sau khi mà ta đặt vấn đề rồi đó, ta bắt đầu là ta kiểm chứng đó. Đó, đưa ra các cái giải pháp rồi xong, giả sử như các em xây dựng một cái cấu trúc mạng, hay là chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống, hay xây dựng một bộ điều khiển, thì cái vấn đề là chúng ta phải xây dựng một cái mô hình. Mô hình của nó thì cái mô hình có thể là về phần cơ, về phần điện, nó về mạng chẳng hạn. Thì ở đây về phần cơ thì chúng ta có thể là xây dựng trên các hình nền vẽ. Thì ở đây lát mình chưa đi tới cái phần đó là liên quan đánh giá cái độ bền vững của cái cấu trúc phần cơ. Tức là nhóm của nếu đúng ra là mình phải có đánh giá thêm cái độ vững chắc của hệ thống nữa. Trong suốt quá trình hoạt động thì trong quá trình mà sử dụng cái phần cơ thì mình có thể là sử dụng một vài công cụ để mình tính toán được cái moment cũng như là độ chính xác của cái hệ thống mình làm. Giống như cái đề tài của Cường, đúng không Cường? Alo Cường, còn đó không ta? Dạ còn này. Thì cái đề tài của tụi em là tụi em trong quá trình mô phỏng ở trên SimCap, tụi em xác định được cái độ chính xác của hệ thống mình mong muốn đúng không? Dự định nó sẽ to có đúng không? Mình chọn được cái độ chính xác của mình, chọn cái mô hình. Mình có thể thay đổi, tức là dựa vào cái dung size của một vài cái thiết bị đó là em có thể xác định được cái size số của hệ thống. Dạ, mình điều chỉnh cái dung size số đó, dung size giữa cái mô hình mình lắp ghép được. Đó, thì thông qua cái việc mà nhóm anh Cường làm mô ở trên SolidWorks với SimCap không ạ? Vừa trên Solid vừa trên Inventor với trường trên Alo Cường. Dạ em nghe nè. Cái phần đó là để đánh giá được cái sai số này em làm trên Matlab với SimCap hả? Dạ em làm trên Solid World với lại SimCap cũng có Matlab. Đó thì đó là quá trình mô phỏng đó, sử dụng một số công cụ. Sử dụng một số công cụ, nhóm bằng cần sử dụng xuống cụ cơ khí để coi tối ưu. Bước tiếp theo là chúng ta phải mô hình hóa, mô hình cái phương trình động lực học của robot. Và sau đó mình sẽ tiến hành thiết kế bộ điều khiển. Thì dựa vào các phân tích đó thì lúc này mình sẽ tối ưu về cái chi phí chúng ta lắp đặt hệ thống, chế tạo hệ thống. Còn rất là nhiều, thì bây giờ là các em là sinh viên thì bây giờ ta chỉ mới bắt đầu làm quen thôi. Có thể là một vài cái khía cạnh như ở đây là mình trong cái phần mà tính toán động lực học của robot nó rất là nhiều ứng dụng. Như bữa trước thầy có trao đổi là có thể sử dụng để mình
xác định được cái moment đúng không? Xác định moment của từng khớp của cái robot, từ đó mình đưa ra quyết định mình chọn động cơ cho robot được. Đó thì có rất là nhiều. Thì sau khi mà làm xong rồi, cái quy trình nó làm chạy ra, ra sản phẩm nó chạy, thì mình sẽ phải kiểm tra đánh giá lại, giống như là cái đề tài của nhóm anh Giang và anh Huy làm về cái robot đó, mobile robot, làm xong nó chạy rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà làm ra bán ra thị trường ok vẫn được, nhưng mà công nghệ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng nhiều công ty. Điểm này, cái tính năng của cái robot mà lau tấm pin năng lượng mặt trời thì càng ngày sẽ cải thiện. Thì thực sự để ta làm đề tài và phát triển theo từng năm thì mỗi năm ta phải, khi mà làm chọn một đề tài đó, ta cố gắng tìm hiểu xem các cái đề tài trước người ta làm tới đâu rồi, có mặt hạn chế là gì, sau đó mình cố gắng cứ mỗi năm ta cái đề tài chúng ta phát triển một chút thôi, khoảng sau 5 năm hoặc 10 năm rồi chúng ta sẽ có những cái giá trị riêng. Đó, thì chúng ta cố gắng trong quá trình thì qua đây. Từ kiến thức vào model bay system engineering đó, thì các em có thể xem ha, coi lại, sau đó mình sẽ vận dụng những kiến thức này trong quá trình chúng ta làm đồ án. Đó, coi như là cái khái niệm về V model. Đó, V model thì áp dụng khá là nhiều trong rất là nhiều lĩnh vực, ô tô cũng có, lập trình cũng có. Rồi là các bạn lập trình nhúng cũng có. Đó. Thì dựa vào những cái quy chuẩn đó nào thì cũng giúp cho cái hệ thống của chúng ta là có độ tin cậy cao hơn. Mà tuy nhiên nếu mà làm theo V model thì sao? Làm theo V model thì cái thời gian công sức làm nhiều qua nhiều khâu. Đó, nếu mà những cái khâu đó mình mà làm không chuyên nghiệp thì dẫn tới là hiệu quả nó không cao. Và thường những công ty nước ngoài là sẽ có cái phần là testing á, có cái bộ phận chuyên để test. Đó, thì ở đây chúng ta qua những cái buổi trao đổi này, chúng ta để nắm được kiến thức tổng quan, rồi coi được cái vị trí và công trong tương lai mình sẽ làm việc, mình sẽ làm ở vị trí nào. Còn cái việc mà để nắm bắt là làm nguyên cả cái hệ thống giống như V-model thì thật sự nó rất là lớn, chi phí rất là cao. Chỉ có quan trọng là ở đây là lúc đó là chúng ta chỉ nghĩ là phải có tiền thôi, phải có tiền đầu tư. Đấy, câu nói là không tức là chi phí phải có một điểm tựa về tài chính thì mình mới làm được. Nhưng mà ra trường mình xác định được cái mục tiêu, vai trò mình, chỗ đứng của mình ở đâu thì mình tập trung mình học sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ tiếp tục. Rồi, các bạn khác có câu hỏi gì về phần này không? Rồi nếu mà không có câu hỏi gì về phần này thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Đó là phần trình bày của nhóm Minh Hoàng, Tâm và Thành sẽ trình bày về cái công việc đã làm liên quan tới việc nghiên cứu về robot của các nhóm của các bạn trong cái thời gian vừa qua. Thì bây giờ alo Hoàng có đó không Hoàng ơi? Dạ em nghe thầy ơi. Rồi em mở camera lên rồi trình chiếu cái file báo cáo của mình nha. Dạ. Dạ. Trước tiên là xin chào mọi người ạ. Ok, trước tiên là cho phép em gửi lời chào tới mọi người. Thì trong một tháng qua thì bọn em đã được thầy giao đề tài là robot 3 bậc tự do. Thì hôm nay bọn em báo cáo tiến độ và báo cáo được những gì đã làm được trong một tháng qua. Thì nhóm của bọn em gồm em là Nguyễn Minh Hoàng, đó là Nguyễn Lương Tâm và Lê Quang Thành. Thì nội dung của bài của Monthly Report hôm nay là sẽ là gồm 4 phần, gồm 5 phần. Thứ nhất là vẽ mô hình, thứ hai là sẽ nói về phần động học thuật và động học nghịch, và thứ ba là quy hoạch quỹ đạo và mô phỏng. Sẽ có thêm phần nhận xét và kế hoạch của tháng 9 đó. Thì cái phần vẽ mô hình thì bọn em mô hình ở đây bọn em thiết kế là dựa là ở trên SolidWorks với các thông số là bọn em có đưa ra, có tính toán ra. Và đây là cái đế và khâu L và L1, và bọn em có đặt trục cho nó. Tiếp đến là bọn em thiết kế khâu L2 và cũng đặt trục tọa độ cho khâu L2. Và
khâu L3 và cũng đặt cực cho L3. Và tiếp và cái khâu cuối cùng là khâu L4. Thì con robot của chúng em hoàn chỉnh là nó sẽ có hình thù như vậy. Và đây là cái hệ trục tọa độ của con robot. Rồi, và tiếp đến là phần đồng hồ thuật. Và đồng hồ thuật thì bọn em có vẽ 3D con robot lên trên bằng một cái ứng dụng 3D printer. Thì cái phần đặt trục của bọn em là như vậy. Và sau đây là cái bảng DH. Thì để giải thích các thông số trong đây thì A nó chính là cái khoảng cách giữa trục khoảng cách giữa trục cái A nó chính là khoảng cách từ giữa trục Z giữa trục ZI và trục ZI trừ 1 và trục ZI trừ 1 mà đo dọc theo cái mà đo dọc theo cái trục XI. Và cái góc alpha y nó chính là cái góc xoay giữa trục alpha y, nó chính là góc xoay giữa trục ZI và ZI trừ 1 mà mình đứng nhìn từ cái trục XI. Tiếp đến là cái góc xoay theta y này á, thì nó chính là góc xoay giữa trục XI và trục XI cộng 1 mà mình đứng nhìn từ trục ZI. D nó chính là DI á, nó chính là khoảng cách mình khoảng cách giữa trục XI và trục XI cộng 1 mà mình đứng nhìn từ trục ZI. Thì từ từ cái cách đặt trục, phương pháp đặt trục của bọn em á, thì bọn em đã cho ra được cái bảng này, cái bảng DH. Tiếp đến là bọn em tìm phương pháp đồng hồ thuận và đồng hồ nghịch á. Thì đồng hồ thuận á, thì đồng hồ thuận á là có nghĩa là chúng ta sẽ có cái vị trí của một điểm đầu cuối nào đó, và chúng từ đó chúng ta sẽ có ba góc theta 1, theta 2 và theta 3. Đó chính là góc xoay của các khớp á. Thì chúng ta sẽ chúng ta muốn tính toán ra được cái kết quả vị trí của điểm đầu cuối. Thì ở đây bọn em có sử dụng ma trận của chuyển tổng quát. Với ma trận chuyển tổng quát ở đây. Tiếp đến là muốn tính cái đồng hồ thuận á, thì bọn em sẽ tính cái ma trận chuyển đổi đồng nhất từ gốc tọa độ đến điểm đầu cuối của robot. Thì ở đây là bọn em sẽ cái ma trận chuyển đổi đó là từ vị trí 0 tới vị trí 4 á, thì nó sẽ bằng cái ma trận chuyển đổi từ vị trí 0 tới vị trí 1, từ vị trí 1 lên vị trí 2, từ vị trí 2 lên vị trí 3 và từ vị trí 3 từ vị trí 3 lên vị trí 4. Thì kết quả của bọn em đã tính được là như vậy. Thì bọn em có nốt lại là cốt 1 là gì, bọn em có viết tắt ở trong phần này, thì bọn em có chú thích ở đây ạ. Tiếp đến là bọn em tìm cái phần đồng hồ nghịch á. Thì đồng hồ nghịch ta có thể hiểu nôm na là chúng ta sẽ cho một cái vị trí mà chúng ta cần con mà vị trí mà chúng ta muốn robot tiến tới á, thì từ đó chúng ta sẽ tìm ra được các góc của khớp xoay. Thì bọn em có viết lại, bọn em có sử dụng cái ma trận T04 này, và bọn em tìm ra được cái phương trình đồng học vị trí. Tiếp đến là bọn em đặt theta này là góc tổng của ba góc theta 1, theta 2 và theta 3. Và bọn em có đặt cái biến này cho nó đơn giản hơn. Tiếp đến là bằng phương pháp đồng hồ nghịch thì nó có hai phương pháp. Thì ở đây nhóm em hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là đại số, phương pháp thứ hai là hình học. Thì ở đây nhóm em đã sử dụng phương pháp hình học để sử dụng phương pháp đại số để tìm ra các góc theta 2, theta 1 và theta 3. Thì như các bạn thấy ở đây thì cái góc cái theta 2 này nó sẽ có hai trường hợp. Nó sin 2 của nó, sin theta 2 nó sẽ là cộng trừ, nên chúng ta sẽ có hai lời giải cho cái bài toán đồng hồ nghịch này. Thì lời giải thứ nhất em xét, nhóm em xét là cái theta 2 nó bằng 0.
Và lời giải thứ hai thì bọn em xét là theta 2 nó nhỏ hơn 0. Thì tiếp đến là bọn em quy hoạch quỹ đạo. Thì bọn em có làm việc không nên làm việc. Thì ở đây bọn em có tìm hiểu một số cái động cơ thực tế. Ê, thì em thấy là cái góc giới hạn của nó thường là 180. Vì thế bọn em cũng suy nghĩ là mình sẽ xét cái giới hạn đó luôn. Thì ở đây bọn em đang làm là theo cái lời giải thứ nhất, là bọn em sử dụng là bọn em xét cái theta 2 nó lớn hơn 0. Thì đây là cái hình không gian làm việc của robot ứng với cái lời giải thứ nhất. Tiếp đến là phần quy hoạch quỹ đạo. Thì bọn em có làm 3 cái quy hoạch quỹ đạo. Thứ nhất là từ điểm tới điểm, thứ hai là hình tam giác, và thứ ba là đường tròn. Thì quy hoạch quỹ đạo từ điểm tới điểm á, thì ở đây bọn em sẽ sử dụng phương trình đa thức bậc 3. Với cái BT này chính là vị trí của vật, vị trí của vật khi mà tại thời điểm T. BT đạo hàm á, nó chính là vận tốc của vật tại thời điểm T, và BT đạo hàm hai lần á, thì chính là gia tốc của vật tại thời điểm T. Thì cái yêu cầu bài toán của bọn em đặt ra là cái điểm cuối của cơ cấu chấp hành á, nó phải nằm trên đường thẳng song song với trục y, và hướng của khâu cuối cùng phải vuông góc với đường thẳng chứa điểm cuối của cơ cấu chấp hành. Thì từ đó á, bọn em đã tìm ra được cái chương trình chỉ đạo theo BX là như vậy. Tiếp đến là phương trình chỉ đạo theo BI. Và ở đây bọn em không xét theo BZ, tại vì BZ nó là một thằng số rồi, nó bằng L0 rồi. Nên là bọn em sẽ không xét cái phương trình đó. Và phương trình quỹ đạo theo cái góc góc hướng. Vì hướng của khâu cuối cùng nó phải vuông góc với đường thẳng chứa điểm cuối của cơ cấu chấp hành á, nên cái ở chỗ này cái phương trình quỹ đạo nó sẽ bằng 0. Tiếp đến là bọn em sẽ chọn điều kiện cho quỹ đạo. Thì ở đây là bọn em có vẽ hình ra để mình tính cái quỹ đạo của cái đường thẳng đó. Thì ở đây bọn em sẽ có sử dụng một số định lý Pythagore, và bọn em đã tính toán ra được cái đường thẳng này nó bằng 0.374. Thì bọn em sẽ chọn cái điểm nó nằm trong cái đường thẳng này. Thì bọn em thấy là cái điểm 0.2 nó phù hợp với cái yêu cầu của bọn em đặt ra. Tiếp đến là bọn em chuyển sang MATLAB. Bọn em có sử dụng cái khối point này á, là để thiết để lập trình cho nó, để lập trình quy hoạch quỹ đạo. Thì kết quả mô phỏng của bọn em là đã đạt được là cái quỹ đạo nó đã đề ra, nó đã đáp ứng được, robot đã đáp ứng được ạ. Thì đây chính là cái quỹ đạo của con robot khi mà mình quy hoạch từ điểm tới điểm. Và bên này là đồ thị đáp ứng các góc theta khi mà quy hoạch quỹ đạo. Thì theo như em thấy là nó vẫn nằm trong cái khoảng mà bọn em đã đề ra ở lúc trước. Rồi, tiếp đến là quy hoạch quỹ đạo tam giác. Thì ở đây bọn em cũng, thật ra quy hoạch quỹ đạo tam giác nó chính là quy hoạch từ điểm tới điểm. Vì thế bọn em đã chia ra cái quy hoạch quỹ đạo tam giác đó, nó phải làm ba nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ thứ nhất là bọn em đã chia ra làm ba nhiệm vụ nhỏ, chỉ là ba nhiệm vụ nhỏ quy hoạch từ điểm tới điểm thôi. Thì ở đây bọn em vẫn sử dụng cái phương trình đa thức bậc 3, và yêu cầu của bọn em là quỹ đạo của nó là hình tam giác cân, và hướng của khâu cuối cùng phải vuông góc với hệ trục tọa độ y. Thì
bọn em cũng chính vì thế, chính vì vậy bọn em cũng tìm được cái phương trình quy hoạch quỹ đạo theo BX. Tiếp đến là bọn em tìm được phương trình quy hoạch quỹ đạo theo BI. Và cuối cùng là bọn em tìm được phương trình quy hoạch quỹ đạo theo góc theta t, theo góc theta. Thì bọn em có chọn các điều kiện cho quỹ đạo. Thì ở đây là bọn em có chọn hai điểm cho trước là điểm điểm A và điểm B. Còn điểm C thì bọn em sẽ sử dụng còn điểm C là bọn em chỉ chọn cái BX trước cho nó. Còn cái BI thì bọn em sẽ sử dụng tam giác cân. Bọn em tính ra được nó là 0.15. Thì bên này là khối quy hoạch quỹ đạo mà bọn em đã lập trình bên MATLAB. Thì kết quả mô phỏng cho thấy là giờ đây, thì ở đây là bọn em cái thời gian mô phỏng của bọn em là cứ đi từ điểm A tới điểm B là 5 giây, B tới C là 5 giây, và C về A là 5 giây, tổng cộng là 15 giây để mô phỏng ạ. Thì đây là con robot nó khi mà nó quy hoạch quỹ đạo hình tam giác cân ạ. Và bên này là đáp ứng các góc. Được rồi, tiếp đến là bọn em sẽ tìm hiểu, bọn em làm quy hoạch quỹ đạo đường tròn. Thì bọn em có sử dụng cái phương trình đường tròn đường kính AB, với AB nó sẽ nằm trong cái điều kiện với AB bọn em tự cho trước. Và cái khoảng cách và cái bán kính á, thì bọn em sẽ được sẽ áp dụng công thức 1/2 căn của BXA trừ BXB tất cả bình cộng BIA cộng BIB trừ BIB tất cả bình. Thì bọn em có viết lại cái phương trình này dưới cái dạng tham số. XT nó sẽ bằng XY cộng cho R sao cho cos 2BT, và thằng YY nó sẽ bằng thằng IT nó sẽ bằng YY cộng cho R sao cho sin 2BT. Thì bọn em có, bởi vì ở đây là bọn em không có sử dụng phương trình đa thức bậc 3, nên bọn em phải xem xét coi là cái vùng làm việc của con robot nó có đáp ứng được cho xem xét coi là vùng làm việc của con robot đó, nó có đáp ứng được cái đường tròn này không. Thì bọn em có tìm ra được hai điểm A với kết quả độ là 0.55 và 0.1, điểm B nó là 0.72 và 0.1. thì bọn em dựa vô công thức này bọn em đã tính được cái bán kính của nó, thì nó sẽ bằng 0.085. Rồi đây là cái khối circle trong MATLAB. Và đây là kết quả mô phỏng. Rồi, bọn em có mô phỏng lại đây là con robot của bọn em khi mà quy hoạch quỹ đạo đường tròn. Bên này là đồ thị đáp ứng của các góc khớp. Thì bọn em thấy là nó vẫn nằm trong cái khoảng bọn em đã đặt ra, cái khoảng giới hạn góc, các góc giới hạn của bọn em đã đặt ra. Thì qua cái con robot ba bậc này, qua cái project robot ba bậc tự do này á, thì bọn em có một số kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là bọn em đã tìm hiểu được thế nào là động học thuận, thế nào là động học nghịch, và một cách tạo nên một cái chuyển động cho robot. Thứ hai là bọn em có biết mô phỏng và biết sử dụng các phần mềm SolidWorks và MATLAB. Và cái thứ ba là bọn em viết cái kỹ năng viết báo cáo á, thì bọn em cũng được cải thiện nhiều hơn. Còn kết quả rút ra được á, là nhóm chưa làm đúng tiến độ, kỹ năng tìm hiểu tài liệu nước ngoài á, nó còn hạn chế, và một số phần liên quan tới lời giải thứ hai thì bọn em chưa làm được. Rồi đây là cái kế hoạch của
trong tháng 9 của bọn em. Thì hiện tại là bọn em đã hoàn thành được cái phần viết báo cáo tổng hợp về con robot. Thì bọn em vẫn sẽ đẩy nhẹ và bọn em sẽ cố gắng hoàn thành các phần còn lại của bản kế hoạch này trong cuối tháng, trong vòng cuối tháng 9, gần cuối tháng 9. Thì đây là cái bản kế hoạch của bọn em. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À, cảm ơn phần trình bày của em ha, và cái phần chuẩn bị của nhóm. Thì cái phần quy hoạch quỹ đạo á, thì mình quay lại cái phần quy hoạch quỹ đạo theo đường thẳng với hình tam giác, đường tam giác. À, thì ở đây thì giống như đường tròn á, thì với lại lên trên thì ở đây ha, thì cái việc mà xác định được các cái vị trí mà cái quỹ đạo của con robot nó di chuyển đó. Em xuống slide tiếp theo, slide 12. Yeah. À, thì ở đây để có thể xác định được cái điểm mình chọn di chuyển giữa hai điểm nào, thì hôm nay em nên vẽ không gian làm việc có ra ha. Em vẽ, nên vẽ không gian làm việc trường hợp nếu mà cái góc của mình là góc cố định á, góc của mình là cái góc cố định, thì mình có thể là vẽ cái không gian làm việc với trường hợp góc cố định ra. Thì từ đó mình sẽ chọn những cái điểm nó nằm ở trong cái không gian làm việc đó, thì nó chắc chắn là nó sẽ có lời giải ha. Hoàn hoàn với các bạn Tâm với Thành nắm được không? Dạ bọn nghe được, bọn em nắm được rồi. Hoặc là vẽ đường tam giác thì tụi em phải vẽ không gian làm việc ra, thì từ trong không gian làm việc đó tụi em chỉ ra các cái điểm em cần vẽ. Mà lưu ý trong cái trường hợp này tụi em đang vẽ cho cái góc xoay quanh gì đây, quay quanh Z là bằng 0. Tức là theta 1 cộng theta 2 cộng theta 3 là bằng 0. Được chưa? Theta 1 cộng theta 2 theta 3 bằng 0. Thì mình có thể là cho cái trường hợp là theta 1 cộng theta 2 theta 3 bằng 0 là một cái điều kiện ràng buộc. Thì trong quá trình mà vẽ không gian làm việc lên, mình chỉ cho các cái theta 1 và theta 2 nó chạy trong cái phạm vi làm việc. Còn cái góc theta kia, cái góc theta còn lại á, thì mình sẽ kiểm tra áp dụng để tính nó dựa vào cái công thức ràng buộc, và kiểm tra coi cái kết quả nó có được từ cái công thức ràng buộc đó, nó có nằm trong phạm vi hoạt động hệ thống hay không. Rồi sau đó mình vẽ không gian làm việc đó ra. Sau khi em vẽ xong không gian làm việc đó, thì mình có thể chọn hai điểm ở trong đó để nó di chuyển từ điểm đến điểm cho nó chính xác, hoặc là hình tam giác và hình tròn ha, tùy vào cái yêu cầu cụ thể của cái bài toán. Sau mình vẽ không gian làm việc cho nó phù hợp đó, mình chọn điểm thì chắc chắn là sẽ có lời giải. Dạ rồi ạ. À, thì trong tuần sau, trong tháng tới, giả sử mình tìm hiểu thêm dù cái lời giải của cách thứ hai nó sẽ có phản cái không gian làm việc là như thế nào so với cái lời giải thứ nhất. À, Hoàng nắm được không? Dạ em, bọn em nắm được rồi ạ. Lời giải của cái phần y thuật kinematic á, nó sẽ có cái trong cái không gian làm việc tụi em vẽ được đó, là không gian làm việc là có đó. Ở trong không gian làm việc đó thì mình để giải được cái đồng học nghịch á, thì phải sử dụng cả hai phương pháp thì nó mới giải được. Dạ. À, cả hai phương pháp giải được. Thì bây giờ thầy muốn là em tìm hiểu xem cái lời giải nào, cái lời giải nào. Thì ví dụ cái khu vực, ví dụ lời giải thứ nhất thì nó sẽ có cái không gian làm việc nào, rồi cái lời giải thứ hai nó sẽ có cái không gian làm việc là như thế nào. Dạ. Rồi, ok. Rồi các bạn khác có câu hỏi gì không? Em có câu hỏi. Ừ rồi, em hỏi đi. Hoàng qua cái slide tiếp đi. Rồi. Ở cái slide mà có cái đáp ứng nó ra. Cái này em dùng sim kép đúng không? Xin kép cái nào anh? Ý anh là sao, là cái đáp ứng này là ý là em mô phỏng này là trên mô hình xin kép mà em chuyển từ solid qua đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là em thêm một cái ví dụ như là theta này đáp ứng với là, tại vì trong xin kép nó có một cái phần là đầu vào và đầu ra đúng không? Dạ. Thì em so sánh là ví dụ đầu vào của em theta là các đường đang chạy á, thì em so sánh là ngõ ra của cái sim kép này nó có bám theo không, tại vì lúc anh làm á thì là nó sẽ có một chút sai số trong đó. Dạ. Nghĩa là em quan sát thêm ngõ ra nữa để em so sánh đầu vào á, để xem dạ. nó bám như nào, tức là để mình thấy được cái sim kép nó đúng thực sự hay không á. Dạ.
ý anh là giống như kiểu là giờ em so sánh với tín hiệu ngỏ và tín hiệu đặt và tín hiệu ngỏ ra đúng không anh? Ờ đúng rồi. Yeah. Ở đây là mới là cái tín hiệu ngỏ ra vào đúng không? Dạ không, này tín hiệu ngỏ ra em xuất ra từ. Ờ thì em so sánh với tín hiệu ngỏ vào thử. Dạ. Yeah. Vì lúc anh làm mà cái này là chưa có bộ điều khiển đúng không? Chưa. Ờ chưa có bộ điều khiển nó vẫn có sai số, xin kép nó vẫn sai, vẫn có một tí sai số trong đó. Dạ. So sánh thử. Dạ, cảm ơn ạ. Anh thấy vậy rồi. À, mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Các anh 53, 54, anh 54 thì hoặc là các bạn 53 đang học chuẩn bị học chuyên ngành đó. Chúng ta có câu hỏi nào không đặt với Hoàng thì với nhóm của bạn ok chúng ta có đặt ha. Thì trong cái thời trong lúc mà chờ đợi cái câu hỏi thì này, lưu ý là tụi em ví dụ tới mà mình có trình bày á, thì mình có thêm cái phần của các em của các nhóm á, là để ở trong cái phần cover nhé, cái trang đầu á. Dạ dạ rồi. Cái ảnh nó để cho mọi người cũng biết được là trong nhóm này là trong đợt tới nếu mà báo cáo mình đi report thì mình sẽ đổi người present nha. Dạ vâng. Rồi còn ai có câu hỏi gì không? Mình cứ đặt câu hỏi giao lưu ha. Các bạn ở trong lab hoặc ngoài lab thì chúng ta có câu hỏi nào thì muốn giao lưu. Hỏi nữa đây. Lúc mà anh báo cáo tốt nghiệp á thì thầy có hỏi anh là cái directory branding nhá. À dạ, em có biết được cái code nào mà ví dụ như anh thầy chỉ muốn là nhập vô là số điểm, xong rồi số điểm trong không gian bấm enter nó chạy luôn chứ không cần phải drop code 2 điểm riêng hay code 3 điểm riêng hay code 4 điểm riêng. Bây giờ mình biết cái code nào đó là nó nhập số điểm với thời gian luôn, chung luôn. Thì với lại để nó chạy được trong nhiều, ví dụ như cái của em là trên một mặt phẳng, còn ví dụ như bốn bậc đi thì nó sẽ di chuyển được trong cái mặt phẳng, nhiều mặt phẳng khác nhau, thì mình làm sao mình di chuyển được các điểm nó trong các mặt phẳng khác nhau đó, chứ không phải là một mặt phẳng á. Thì cái đó lúc anh báo cáo thì anh bảo là anh chưa làm được, thì thầy lưu ý cho đấy thì sau em biết được thì đấy thì tốt hơn. À dạ rồi, à em cũng xin điều đó là em cũng có coi. Thì trước tiên là cái suy nghĩ của em là như vậy, là cái của anh là nó em, theo em thấy là nó không có theo cái ý là mình có thể cái quy hoạch quỹ đạo từ điểm tới điểm á, mình có thể sử dụng cái phương trình của nó luôn. Phương trình của nó là gì? X trừ cho xy tất cả bình cộng y trừ cho y tất cả bình cộng cho z trừ z y tất cả bình, thì mình sẽ nó sẽ bằng cái một cái r nào đó. Thì em nghĩ là cái mình khi mà mình làm mình code á, code bằng cái đó mình khai triển nó ra rồi mình nói chung là mình sẽ làm lại theo cái phương trình này luôn, làm lại theo cái này á, thì lúc đó là anh muốn vẽ đường nào vẽ cũng được, anh chỉ cần nhập tọa độ 3 điểm nó sẽ vẽ cho anh, ví dụ như là vẽ sim xéo hay là trong một cái hệ tọa độ nào á thì anh chỉ cần nhập 3 điểm đó là nó sẽ vẽ cho anh. Còn cái lúc mà anh báo cáo thì anh chưa làm được á, nên anh chỉ cái mục tiêu cuối cùng của anh là test bộ điều khiển, nhiều bộ điều khiển trên một mô hình. Dạ. Nên là anh không có tìm hiểu sâu về cái quỹ đạo lắm, nên anh chỉ biết được cái quỹ đạo đơn giản để mình test cái ba cái bộ điều khiển đó. Đó. Dạ. Góp ý thêm là thế. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi còn ai có câu hỏi là mình đặt giao lưu tiếp. Rồi, nếu mà không có thì bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo ha. Thì tiếp theo sẽ là bạn Chiến sẽ trình bày cái quả cho trong đợt vừa rồi bạn đã làm được. Đó thì vừa rồi Hoàng đã đại diện cho nhóm trình bày về cái phần tìm hiểu về con robot ba bậc tự do. Con robot này robot Scara ha, di chuyển trong một mặt phẳng.
Thì phần này các bạn, phần đầu là tìm hiểu về con robot này để đã biết được các cái kỹ năng cơ bản. Còn cái việc mà tại sao cấu trúc con robot mà bạn nhóm bạn Hoàng làm nó đơn giản như vậy thì mới là nhập môn thôi. Chưa bước đầu để mình làm cố gắng ta làm hiểu được những kiến thức cơ bản trước. Sau khi mình hiểu kiến thức cơ bản rồi, bắt đầu vào năm thứ vào học kỳ 2, năm thứ 3 học những môn robot rồi mình bắt đầu áp dụng những kiến thức cơ bản này cho những cấu trúc robot khó hơn. Và phần tiếp theo đây là của bạn Chiến. Dạ. Chiến sẽ trình bày về một số cái khái niệm dành cho mobile robot. Thì Chiến đã tìm hiểu khá là kỹ ha. Khá là kỹ về phần tổng quan mobile robot. Thì bây giờ ok, bây giờ Chiến bắt đầu trình bày đi em. Dạ. Thì đầu tiên là em xin chào thầy và các anh đã nghe từ lúc mà 12 giờ rưỡi, hình như là 12 giờ 30 đến bây giờ là khoảng 3 giờ 30 là khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi. Thì bài của em là bài cuối cùng, thì em xin phép trình bày cố gắng là vắn tắt nhất và em chỉ show một số cái kết quả của em có đã làm được ở trong cái tháng vừa qua, nên em không đi chi tiết về những cái phần này. Thì nếu như mà một số bạn hay là một số anh chị có thắc mắc về những cái phần mà em có trình bày ở đây thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo của em để mình hỏi thêm về, để mình biết thêm về kiến thức về những phần mà em đã tìm hiểu ở đây. Thì ở tháng trước thì này là cái bài mà em đã làm trong tháng trước. Thì trong tháng trước thì có 8 phần mà em đã làm được, nhưng mà có 2 phần thì do là vẫn còn chưa có hoàn thành xong, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Thì 8 phần đó là đầu tiên là cài đặt các phần mềm quan trọng và chủ yếu ở trong mobile robot. Thì đầu tiên là phần mềm SolidWorks, MATLAB, MATLAB và phần mềm giảng Mendeley. Công việc thứ hai là em đã luyện tập sử dụng được một số thành thục cái SolidWorks. Công việc thứ ba là tìm hiểu về các khái niệm chung về mobile robot. Thì em chủ yếu là tìm hiểu về mobile robot nha mọi người. Cái thứ tư là về phân loại các mobile robot. Thứ năm là locomotion of mobile robot, có nghĩa là sự vận động của mobile robot. Và cái thứ sáu là các khái niệm về các kiểu lái, các phương thức điều khiển. Và chủ yếu là em tìm hiểu là về phần differential drive và Ackerman steering, thì được dịch ra là kiểu lái vi sai và kiểu lái điều khiển Ackerman. Phần thứ bảy là phần khái quát tổng quan về kinematics của mobile robot. Và phần thứ 8 là phần động học cho lái vi sai. Thì em bắt đầu đi vào chi tiết. Đầu tiên là về việc cài đặt phần mềm SolidWorks, cài đặt các phần mềm. Thì ở phần mềm em nghĩ là cần thiết cho mobile robot đó là hai phần mềm, là phần mềm SolidWorks và phần mềm MATLAB. Tại vì thường lên đại học là tụi mình sẽ sử dụng các phần mềm này rất là nhiều, và nó có một cái chức năng rất là lớn nên mình phải cài đặt các phần mềm này. Thì trong cái quá trình cài đặt phần mềm thì em thấy cái hai cái phần mềm này là hai phần mềm khó cài đặt nhất, là phần mềm SolidWorks và phần mềm MATLAB. Bởi vì hai cái phần mềm này là hai phần mềm có nhiều công dụng nhưng mà nó cũng là rất là nặng. Ví dụ như là SolidWorks, thì SolidWorks thì như các anh cũng đã biết là phần mềm này dùng để thiết kế hoặc là MATLAB mô phỏng 3D và sử dụng nhiều trong xây dựng kiến trúc và cơ khí. Thì việc cài đặt SolidWorks thì chắc mọi người cũng biết, mình chỉ cần làm theo hướng dẫn của YouTube thôi. Nhưng mà khi cài đặt những phần mềm nặng như là phần mềm SolidWorks hay là phần mềm MATLAB thì mình phải cần có một số cấu hình máy tính mạnh để có thể tải được hai phần mềm này. Thì khi mà mình hoàn tất cài đặt phần mềm SolidWorks thì nó sẽ ra cái biểu tượng này ở desktop. Rồi về phần mềm MATLAB cũng tương tự với phần mềm SolidWorks, mình chỉ cần tìm hiểu trên YouTube thì quá trình cài đặt cũng khoảng 1-2 tiếng gì đó, nhưng mà em thấy hai phần mềm là hai phần mềm mà cực khổ lắm em mới có thể cài đặt được hai phần mềm SolidWorks và MATLAB. Thì biểu tượng này là biểu tượng của phần mềm MATLAB. Tiếp theo là về phần mềm Mendeley, thì đây là một phần mềm khá là nhẹ và sử dụng khi mà mình dùng để trích dẫn các bài báo, dùng để trích dẫn các bài báo khoa học. Và việc cài đặt phần mềm này nó sẽ dễ dàng hơn việc cài đặt hai phần mềm bên trên, bởi vì phần mềm này rất là nhẹ và miễn phí.
thì khi mà mình cài đặt xong phần mềm Mendeley thì nó sẽ hiện lên trong thanh quạt của mình và có thể sử dụng dễ dàng như mọi người thấy. Ở đây em có thể show cho mọi người xem luôn ở trong phần reference này. Thì khi mình bấm vào thì nó sẽ ra được cái biểu tượng Mendeley ở trong quạt của mình luôn. Đó. Đây là một phần mềm trích dẫn ha mọi người. Mình không phải trích dẫn tay nữa mà mình phải có phần mềm trích dẫn đàng hoàng. Rồi tiếp theo là về phần mềm MATLAB, là một phần mềm mà gõ công thức. Ví dụ như những cái công thức như là ma trận hay là những công thức như là vector hoặc là các ký tự đặc biệt như là theta rồi phi rồi delta gì đó, thì những cái phần mềm này trong Word nó sẽ rất khó để mình có thể gõ được. Thì khi mà mình viết báo hoặc là mình viết các bài nghiên cứu khoa học thì phần mềm MATLAB này rất là hữu hiệu ha mọi người. Thì đây là giao diện của phần mềm MATLAB, mọi người có thể nhìn thấy đây ha. Thì khi cài đặt xong thì nó cũng như là phần mềm Mendeley, nó sẽ tự động vào Word của mình luôn. Trên thanh công cụ mình có thể tìm thấy chữ MATLAB ở đây ha mọi người. Rồi tiếp theo, công việc thứ hai mà em đã làm ở trong tháng vừa qua đó là luyện tập sử dụng phần mềm SolidWorks. Rồi, luyện tập sử dụng phần mềm SolidWorks thì máy của em là một máy tính một đời cũ rồi, máy em đã xài lâu rồi nên cái dung lượng với lại cái yêu cầu của máy nó không có đủ khả năng để mình cài đặt SolidWorks, nên máy em chỉ mới cài MATLAB thôi. Thì thường em sẽ luyện tập SolidWorks thì khi mà còn chưa có dịch bùng phát thì em còn luyện tập SolidWorks ở trên trường. Thì từ khi mà dịch bùng phát thì cái quá trình luyện tập của em bị gián đoạn, nên đây là một số thành quả mà em đã luyện tập đã vẽ được ở trên trường khi mà còn ở chưa có bùng dịch. Thì đây là hình đế của robot em vẽ bằng SolidWorks. Đây là hình linh một cánh tay robot. Đây là linh hai, nhưng mà linh hai này hình như là chưa hoàn chỉnh. Thì mình còn linh 3, linh 4 nữa, nhưng mà em chỉ mới hoàn thành được tới linh 2 của SolidWorks thôi. Tiếp theo là về công việc thứ ba, đó là tìm hiểu về khái niệm chung của mobile robot. Đó. Thì mobile robot, sau khi đọc một cuốn sách có tên là Introduction of Mobile Robot, mọi người có thể tìm đọc. Nhưng mà em nghĩ là chắc mọi người cũng đọc hết rồi. Introduction of Mobile Robot. Đây là cuốn sách mà em đã tìm hiểu về phần khái niệm chung của mobile robot. Thì qua tìm hiểu về cuốn sách này thì nó giúp em trả lời một số câu hỏi như là mobile robot là gì? Thì tại sao chúng ta cần phải có mobile robot? Ảnh hưởng của mobile robot đến đời sống như thế nào? Thì qua cái tìm hiểu tổng quan này thì giúp em có một cái nhìn tổng quan hơn về robot nói chung và về mobile robot nói riêng. Thì trong cuốn sách này cũng đề cập một số lộ trình học giúp em có thể hiểu rõ hơn là những việc mình sẽ nghiên cứu tiếp theo là cái gì, như là phần động học kinematic, phần động lực học dynamic, hoặc là phần là sensing, là phần cảm biến, hoặc là phần giống như là con mắt của mình vậy đó. Rồi và tiếp theo là các kỹ thuật thiết kế và phân tích điều khiển mobile robot. Thì ở trong sách nó có rất nhiều các kỹ thuật điều khiển như là Lua Punot, Sliding Mode, Neural Controller, hoặc là Fuji Logic Controller. Nói chung là có rất nhiều các kỹ thuật để thiết kế và phân tích điều khiển mobile robot. Và trong sách cũng có đề cập đến một số phương pháp lên kế hoạch đường đi như là Path Planning, Motion Planning hoặc Task Planning. Thì ngoài ra còn một số cái như là Mapping hoặc là Localization. Nói chung là nó sẽ có một số cái lộ trình học như thế để em có thể hiểu được tổng quan hơn về mobile robot. Tiếp theo là về việc phân loại mobile robot. Thì ở trong sách mà em đã tìm hiểu được thì mobile robot sẽ được chia làm 4 loại chính. Đó là mobile robot dùng bánh, wheel mobile robot, robot dùng chân, leg mobile robot, robot không người lái, human aerial vehicle, và robot tự động ở dưới nước. Này em chỉ tạm dịch thôi chứ thật ra là dịch chưa chính xác lắm nha mọi người. Là autonomous underwater vehicle. Thì ở đây em có tìm hiểu một số tấm hình thì em sẽ lướt sơ qua để mọi người có thể hiểu rõ hơn là những cái loại robot này là nó như thế nào ha. Thì ví dụ như đầu tiên là whale mobile robot, là robot dùng bánh. Thì đây là robot một bánh đây. Robot hai bánh thì đây là robot tự cân bằng. Đó, robot ba bánh thì có hai bánh đây và một bánh để di chuyển xoay. Robot bốn bánh
Hoặc là robot chia theo loại bánh, kiểu như là bánh bình thường, conventional well, hoặc là bánh mechanum, mechanum well, bánh omni, omni well, thì mỗi loại bánh nó sẽ có một cái tác dụng khác nhau.